Tin đến từ Ohio, một bé sơ sinh bị bắt cóc và tử vong trong một vụ tai nạn đâm xe tốc độ cao. Mới đây, một đứa trẻ 7 tháng tuổi đã thiệt mạng khi một người đàn ông ở Ohio bắt cóc đứa bé là con của bạn gái, sau đó đã lái chiếc xe Camaro đâm vào một căn nhà với tốc độ tối đa khi cảnh sát cố gắng ngăn chặn anh ta. Theo thông tin từ cảnh sát trưởng thành phố Tiffin, cách Cleveland khoảng 90 dặm về phía tây nam, người đàn ông tên là Jonathan Baker, 23 tuổi, đã ấm bé gái sau khi cãi nhau với bạn gái ở North Baltimore vào ngày thứ ba. Sau vụ tai nạn, văn phòng cảnh sát quận hạt Seneca cho biết người đàn ông bắt cóc trẻ em có ý định giết người và tự sát. Anh ta cũng tuyên bố đã giết chết đứa bé. Sau khi cảnh sát địa phương phát đi thông báo cảnh báo, một số sĩ quan ở Tiffin đã nhìn thấy chiếc Camaro. Khi cảnh sát tiếp cận chiếc xe, nó đã tăng tốc với tốc độ cao, lạng lách ra khỏi đường và đâm vào một căn nhà. Không có ai có mặt trong ngôi nhà vào thời điểm đó. Giới hữu trách đã phá vỡ cửa sổ phía sau xe và đưa bé gái ra ngoài. Lúc này bé gái đang chảy máu và thở yếu. Đứa bé và Baker được đưa đến bệnh viện địa phương bằng xe cứu thương. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong sau một thời gian ngắn. Baker đã được chuyển đến Toledo và đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ Baker sẽ đối mặt với các cáo buộc gì. Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu tiên. Rác thải tràn từ Mexico qua Hoa Kỳ và thành phố San Diego tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Hàng tỷ gallon nước thải có mùi hôi thối cùng với rác rưởi theo dòng sông Tijuana bên Mexico đã chảy qua nước Mỹ, làm ảnh hưởng tới phẩm chất nước dọc theo bờ biển San Diego từ nhiều thập niên qua, khiến cho chính quyền địa phương tại đây phải công bố tình trạng khẩn cấp. Trong cuộc họp mới đây, Hội đồng Giám sát của quận hạt San Diego tuyên bố tình trạng khẩn cấp để yêu cầu chính quyền liên bang và tiểu bang trợ giúp giải quyết nạn ô nhiễm nơi vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Chủ tịch Hội đồng Giám sát là Nora Vargas cùng với Phó Chủ tịch Tara Lawson-Rimmer đã đưa ra bản tuyên bố để biểu quyết yêu cầu một bản phúc trình trong vòng 120 ngày tới đây về những ảnh hưởng về kinh tế do nạn ô nhiễm này gây ra để tìm sự tài trợ. Tài liệu từ Ủy ban Biên giới Quốc tế và Nguồn nước của Hoa Kỳ ghi nhận rằng, từ năm 2018 cho tới nay, có hơn 100 tỷ gallon chất lỏng độc hại đã tràn vào Hoa Kỳ qua ngã sông Tijuana. Chỉ riêng từ cuối năm 2022 cho tới nay, đã có tới 35 tỷ gallon chảy lên hướng Bắc từ một nhà máy lọc rác bị hư ở Punta Bandera, làm ảnh hưởng tới vùng duyên hải của San Diego trong mùa hè. Nước biển bị ô nhiễm trầm trọng đến nỗi phía nam bờ biển của Imperial đã phải đóng cửa liên tục suốt hơn 550 ngày qua. Đó là theo lời của hai giám sát viên vừa kể trên. Khi tuyên bố về tình trạng khẩn cấp, San Diego County muốn tìm thêm sự tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ để mở rộng cơ sở thanh lọc nước thải, đồng thời tạo áp lực lên chính quyền Mexico phải hành động nhằm ngăn chặn bớt rác rưởi từ phía bên kia biên giới tràn vào nước Mỹ. Sau đây là bản tin cuối. Vào năm 2020, lúc COVID-19 ở đỉnh điểm, Aspen Tucker, 29 tuổi, đang làm y tá một bệnh viện tại Spartanburg, South Carolina với mức lương 2.000 Mỹ Kim mỗi 2 tuần. Nhưng sau đó anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội làm y tá lưu động bằng hợp đồng đầu tiên ở Texas với lương là 6.700 Mỹ Kim một tuần. Khi làm việc, anh Tucker thường làm 48-60 tiếng mỗi tuần, làm các ca dài giờ để kiếm thêm tiền lương. Mục tiêu của anh là chỉ làm việc trong suốt 9 tháng, 3 tháng còn lại trong năm cùng để anh sẽ dùng để đi du lịch hoặc trở về quê nhà ở South Carolina. Thu nhập năm 2022 của chàng trai này là 187.000 Mỹ Kim. Với những người yêu thích du lịch như ông Tucker, công việc y tá lưu động là cơ hội để đi nhiều nơi, từ Rhode Island cho đến California. Mặc dù vậy, không phải ai cũng phù hợp với nghề này vì phải sống xa gia đình, phải di chuyển liên tục, môi trường làm việc khó khăn, rào cản như ngôn ngữ hoặc khó kết nối với đồng nghiệp do thời gian hòa nhập quá nhanh. Vấn đề bảo hiểm tài chính phức tạp cũng là những hạn chế của nghề này. Trong thời gian đi làm xa, anh Tucker cho thuê nhà qua Airbnb. Đó là cách anh lựa chọn để biến bất động sản trở thành nguồn thu nhập chính khi dừng công việc y tá lưu động. Nói về vấn đề lương mà ở bệnh viện đó, cao lắm không? Hương Thơ làm trong bệnh viện đó, thì Hương Thơ có phải công nhận là lương ở bệnh viện cũng cao như bản tin mình vừa đọc không Hương Thơ? Bệnh viện Orange Coast Memorial là một bệnh viện non-profit, nên so với những bệnh viện profit thì Hương Thơ nghĩ là cái lương đó không cao bằng. Ồ vậy hả? Dạ, tại vì
nhưng mà nó rất là có những cái việc management của Nhật Hương rất là tốt, và Nhật bệnh viện cũng được bầu chọn là nơi làm việc tốt nhất. Nên Hương Thơ nghĩ rằng lương Hương Thơ không cao như là Đức Vượng tưởng tượng đâu. Nhưng mà làm việc ở đó cảm thấy cũng vui đúng không? Cũng vui, tại vì họ dùng hết tất cả những tiền lời thu được, họ đầu tư vào phòng ốc lúc nào cũng sạch đẹp, rồi những chương trình mới, những cái phương pháp chữa trị mới và máy móc rất là mới và tối tân. Dạ, bệnh viện của Hương Thơ đó là đang làm, nằm ở trên đường Brookhurst, kế bên Freeway 405. Quý vị nào đi ngang sang thấy cái tòa nhà lớn lớn, đó là nơi của Hương Thơ đó. Dạ, và Đức Vượng thì có một người bạn làm về y tá đó, mà anh này siêng năng lắm, tuổi trẻ mà mới, coi như là còn đang saving, tức là tiết kiệm tiền để mua nhà đó, cho nên làm ở hai bệnh viện luôn. Và là làm rất là nhiều tiền, nhưng mà chỉ cái là mệt thôi, tại vì làm ban ngày hoặc là ban đêm thay đổi liên tục, nhiều khi không kịp cái cơ thể của anh không có kịp đồng hồ sinh học. Đúng rồi, nhưng mà được cái là lương rất cao. Đức Vượng hay khuyên là làm thì phải nghỉ chứ, giống như cái anh chàng mà trong bản tin đó, là vừa làm mà vừa đi du lịch đi chơi cho nó đầu óc thoải mái. Nhưng mà bạn của Vượng kêu thôi, mình còn sức, còn làm, còn có cơ hội đó, làm để mà đi mua nhà. Để lúc mình có tiền lại không còn sức để đi du lịch nữa. Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Viettel app hoặc là YouTube cũng như Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Và xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại trong ngày thật an lành và chuẩn bị cho ngày long weekend, lễ độc lập tới đây thật là vui vẻ với gia đình. Xin kính chào.